Tại hôm nay mình chở cái loa về ở đây là Hậu Giang hả? Kiên Giang. Dòng riền Kiên Giang bán cái loa gấp nè. Đó. Loa là công sức tốt luôn á. Hát là ghiền luôn á. Đó. Đó, anh chủ nhà đang khui thùng ra. Đó, mở ra đi rồi bật Bluetooth lên dò. Ổng có đem điện thoại theo không? Lấy điện thoại kia có mạng. Đó. Đang khui thùng ra tại huyện Dòng Riền tỉnh Kiên Giang nha. Rồi bật nó ra, bật xuống. Thùng này 17 triệu. Rồi cái cây độn lên. Rồi gắn dây vô, cái dây đó gắn vô, dây canon gắn vô. Đây nè, miền sông nước của Kiên Giang nè nha các bạn. Này cầu này, cầu qua Ô Môn nè. Đó. Đây là ngay trường tiểu học Hòa Lợi A. Hòa Lợi A1, trường tiểu học Hòa Lợi nha. Đây. Đây cái này nè, bật công tắc nguồn lên nè. Có điện đài. Đây có. Đây. Bật này nữa chữ Bluetooth lên. Rồi. Rồi, dò Bluetooth đi. Bluetooth gì vậy? Đông Lê hả? Không phải, Đông Lê là cái thiết bị khác. Cái này chép bát vậy. Hả? Đúng rồi, nó có để. Bát. Rồi cái này là chắc micro dò. Chỉ dụ bình hay để gì đó chỉ cho ổng. Đây nè. Rồi áo điều. Dạ. Cộng trừ là xài bình đó anh hết. Đúng rồi. Rồi vô. Rồi vô đi, kết nối điện thoại xong rồi đó. Cái này là như video mình cho gian không gian đó phải không? Không phải. Ba cái thằng này nè. 1 2 3 nè, cái này là guitar đưa cái đàn vô. Đàn guitar, cái này là volume của nhạc, mic chép. Mic bass, micro á, micro bass, micro chép. Micro chép này, micro bass nè, cái này echo nè. Con này chép bên ấy hả? Rồi hát thử con cáo luôn. Có nhạc quảng cáo luôn. Mở đại lớn nè. Nhạc không lời đi nghe. Mở không lời á. Nghe cái tiếng đó. Nhạc hòa tấu không lời á. Chị mở đại cô có chị lơ ga lớn hết ga đây. Trường học, mấy học sinh đang học. Thôi tại vì do học sinh đang học, thôi giờ mình tắt để hướng dẫn cho ảnh đi. Nè bên hông nè, bên hông có quay nè. Rồi, thiên xuống xuồng luôn. Được không? À để ngửa xuống á. Nè nè, da da lại đây. Ông xuống đây ông. Bật nữa là. Mà ông xuống đây. Ông này ông nay mười mấy năm tôi không đi võ đâu. Mười mấy năm mà không có đi võ. Ủa mà sao tôi đi cái nào tôi cũng biết hết vậy? Tôi làm chủ ông mà cái tôi xe tôi cũng chạy cho ông nữa nè, chở ông đi mà đồ tôi cũng phải rinh xuống phụ nữa. Đó. Rồi đã giao bàn giao thành công cái lo xuống xuồng.
ở vòng liền Kiên Giang luôn nha các bạn.